Ngày hôm nay, Thế Giới Lọc Nước sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng tìm hiểu, cùng review một cái dòng sản phẩm máy lọc nước nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Thì đây chính là cái máy lọc nước nguyên hộp, đúng không ạ? Với cái việc nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, các bạn có thể thấy là cái vỏ ngoài của nó nhìn cũng rất là sang trọng, đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái vỏ ngoài hộp của nó rất là sang trọng. Và đặc biệt là trên vỏ hộp này, nó có cái mã vạch để chúng ta có thể kiểm tra được cái nguồn gốc xuất xứ. Chúng ta có thể tra cái mã vạch này ở trên các cái phần mềm, ví dụ như iCheck chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tra được cái nhà máy sản xuất ra cái bộ lọc này. Thì đấy chính là cái vẻ bên ngoài. Và ngay sau đây thì mình sẽ mở cái hộp ra. Đầu tiên chúng ta thấy hai cái nắp cốc, đúng không ạ? Và kể cả trên cái nắp cốc này, đây chúng ta cũng nhìn thấy là nó có cái tem chống hàng giả. Và trên này, trên cái tem này nó có một cái thẻ cào, và các bạn có thể cào vào đây để chúng ta nhắn tin cái ID ở trong này để chúng ta gửi lên trên trung tâm để chúng ta có thể kiểm tra được hàng có phải hàng thật, hàng chính hãng hay không các bạn nhé. Đây chính là cái thẻ cào. Rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ mở ra xem ở bên trong này nó có những gì. Chúng ta sẽ thấy nó có hai bộ lọc, đúng không ạ? Có hai bộ lọc. Thì như tất cả các bạn đã biết là hiện nay chủ yếu với cái công nghệ lọc nano ấy, thì nó sẽ chủ yếu gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái phần lọc thô, và cái phần thứ hai đấy là cái phần màng lọc nano. Thì ở đây cái phần lọc thô nó chính là cái bộ Ecomax 3-trong-1. Và cái bộ Ecomax 3-trong-1 này nó có gì khác biệt so với cả cái bộ lọc thô thông thường? Thì cái bộ Ecomax này nó cấu tạo gồm 3 cái tầng lọc ở trong một cái bộ lọc như thế này. Cái tầng ngoài cùng của nó là cái lớp sợi bông ép PP với kích thước khe hở là 1 micron. Nó tương đối nhỏ, thì với kích thước khe hở nó nhỏ như vậy, nó sẽ có cái tác dụng là nó chặn lại toàn bộ những cái tạp chất thô, những cái cặn hữu cơ và những cái rỉ sét bùn đất ở trong nước. Tiếp theo đó với cái lớp thứ hai, đây chính là cái lớp than hoạt tính, được hoạt tính ở nhiệt độ rất cao, đấy là nhiệt độ 2000 độ C, có độ xốp rất lớn. Thì với cái lớp than hoạt tính này, nó sẽ có cái tác dụng là nó hấp phụ những cái mùi tanh hôi, hấp phụ một số những kim loại nặng và hấp phụ một số những cái độc tố clo dư ở trong nước. Và tiếp theo đó cuối cùng là cái tầng thứ ba. Nó chính là cái lớp sợi bông giật đấy ạ. Đa lớp với kích thước khe hở đều nhau là 0.5 micron. Thì với lớp sợi bông giật đa lớp này, nó sẽ có cái tác dụng là chặn lại toàn bộ những cái trứng giun, trứng sán, những cái tạp chất nhỏ còn lại trong nước. Và qua cái bộ Ecomax 3-trong-1 này, nó sẽ tạo cho chúng ta một nguồn nước đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt rất cao. Đấy là tiêu chuẩn nước máy thế giới để dùng cho khách sạn 5 sao. Đấy, nó sẽ loại bỏ toàn bộ những cái vấn đề mà mình vừa mới nêu ra. Tuy nhiên, tất nhiên qua cái bộ Ecomax 3-trong-1 này thì nó chưa đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp được. Và để uống được ấy, thì nó phải có màng lọc. Các bạn lưu ý nhé, bất cứ một công nghệ lọc nước nào trên thị trường hiện nay muốn uống được ấy, thì nó bắt buộc nó phải có màng lọc. Ví dụ như là màng RO, ví dụ như màng nano, thì ở đây nó chính là cái màng nano cải tiến, tức là cái màng lọc sợi rỗng. Cấu tạo của nó gồm có hàng nghìn cái sợi, nó rỗng ở bên trong, nó giống như sợi chỉ. Nó sẽ cho nước đi qua, nó sẽ cho khoáng đi qua, nhưng nó sẽ loại bỏ toàn bộ những cái tạp chất, loại bỏ toàn bộ những cái virus vi khuẩn ở trong nước, mà nó sẽ tạo cho chúng ta một cái nguồn nước đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp được ở tại vòi. Nhưng nó rất khác biệt với các cái dòng máy lọc nước nano thông thường trên thị trường hiện nay. Đấy chính là thứ nhất, công suất các máy nano hiện nay ở trên thị trường chủ yếu nó sẽ rơi vào khoảng 100 đến 120 lít trên 1 giờ. Trong khi đó với công nghệ màng lọc sợi rỗng này, nó sẽ có công suất là 400 lít trên 1 giờ, tức là nó cao gấp 4 lần so với các cái dòng máy nano thông thường hiện nay. Ngoài ra nữa, cái bộ này có tuổi thọ vô cùng lớn, tức là 40.000 lít nước chúng ta mới phải thay cái bộ này. Các bạn có thể hình dung đơn giản như thế này, ví dụ nếu mỗi ngày chúng ta sử dụng 10 lít thì một tháng hết khoảng 300 lít, một năm chúng ta hết khoảng 4 khối, đúng không ạ? Tức là khoảng độ 10 năm chúng ta mới phải thay cái bộ này. Đấy, tức là công suất lọc của nó rất lớn và tuổi thọ của nó rất là cao. Thì đây chính là cái sự khác biệt của cái công nghệ mà nó sẽ giống này so với công nghệ nano thông thường hiện nay ở trên thị trường. Ngoài ra nữa, với bộ lọc để đảm bảo an toàn, để diệt khuẩn thêm một lần nữa gấp đôi cái sự an toàn, thì chúng ta có tích hợp thêm vào đây, đấy là công nghệ diệt khuẩn lượng tử vũ trụ. Thì như quý vị và các bạn đã biết, phổ biến nhất hiện nay đấy chính là sử dụng cái đèn UV, đúng không ạ? Tuy nhiên đèn UV nó có một số những cái nhược điểm, mà là lý do tại sao các đơn vị lọc nước hiện nay họ rất ngại lắp cái đèn UV vào trong các cái máy lọc nước của họ. Thứ nhất là cái đèn UV hiện nay là nó phải sử dụng điện, và quý vị có thể hiểu một cách đơn giản, khi mà chúng ta cần dùng điện ấy, thì là khi mất điện chúng ta sẽ không sử dụng được, đúng không ạ? Thứ hai là cái đèn UV nó sẽ không có khả năng để tiêu diệt những cái bào tử khuẩn kỵ khí. Và ngoài ra cái đèn UV nó có một cái nhược điểm, đấy chính là nó rất là nhanh cháy, tuổi thọ của nó không cao, 6 tháng đến 1 năm là nó bị cháy. Thì đấy là những cái nhược điểm của đèn UV. Và cái lõi diệt khuẩn lượng tử này các bạn có thể nhìn thấy đây là nhập khẩu từ Canada, và ở trên này nó cũng có cái tem chống hàng giả. Các bạn khi mà sử dụng chúng ta chỉ cần cào cái lớp này ra thôi,
và chúng ta cài cái lớp giấy bạc này ra là chúng ta sẽ nhắn tin được cú pháp lên trên tổng đài, chúng ta sẽ kiểm tra được là đây có phải là hàng chính hãng hay không. Thì cái lõi lọc diệt khuẩn điện tử này nó sẽ khắc phục được toàn bộ những cái nhược điểm của cái đèn UV. Thứ nhất là cái nó có khả năng diệt được toàn bộ các cái vi khuẩn kỵ khí, cả các bạn tử khuẩn kỵ khí nó vẫn tiêu diệt được. Thứ hai là nó không cần dùng điện, và chính vì cái việc không cần dùng điện thế nên là khi mà chúng ta mất điện chúng ta vẫn sử dụng được cái nguồn nước an toàn để sử dụng ở trong gia đình. Thứ ba là cái lõi này nó có tuổi thọ cao hơn gấp nhiều lần so với cái đèn UV, tức là với lõi này thì phải 19.000 lít nước chúng ta mới phải tính đến cái chuyện để thay lõi. 19.000 lít tức là các bạn quý vị có thể hình dung cái đơn giản như thế này, ví dụ mỗi ngày chúng ta uống 10 lít, một tháng chúng ta uống hết 300 lít đúng không ạ, một năm hết khoảng tầm 4 khối, như vậy 18 khối nước nó rơi vào sẽ khoảng 4 năm rưỡi đúng không ạ, 4 năm rưỡi đến 5 năm chúng ta mới cần phải thay cái lõi diệt khuẩn điện tử này. Thì đấy là những cái ưu thế có thể còn là rất là khác biệt của cái lõi điện tử này so với cả cái công nghệ diệt khuẩn đến hiện nay. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có thể lắp ở dưới gầm tủ bếp như thế này, rất là nhỏ gọn đúng không ạ, chúng ta lắp ở dưới gầm tủ bếp rất nhỏ gọn như thế này. Và quý vị lưu ý là với cái bộ này chúng ta sẽ tặng cho khách hàng thêm một cái cốc lọc chặn để bảo vệ cái máy này. Thêm cốc lọc chặn quý vị có thể thấy đây, và cái bộ này nó sẽ lắp như thế này đúng không ạ, đầu tiên là cốc lọc chặn, sau đó nước đi qua bộ EcoMark, sau đó đi qua cái bộ màn lọc xe dẫm, sau đó đi qua cái lõi diệt khuẩn điện tử và lên vòi để chúng ta sử dụng. Thì khi sử dụng rất là đơn giản thôi, đây vòi chúng ta sẽ lắp ở trên mặt bề bếp như thế này, và khi sử dụng chúng ta chỉ cần mở vòi ra thôi. Đây quý vị có thể thấy là cái lưu lượng của nó rất là lớn đúng không ạ, đây chúng ta sử dụng. Và với lưu lượng lớn như thế này thì đương nhiên là sử dụng ở trong gia đình chúng ta sẽ không cần phải bình chứa đúng không ạ, chúng ta không cần phải lưu cữu nước, và nó hoàn toàn đủ để chúng ta sử dụng. Tức là với bộ này không phải là chúng ta sử dụng để uống không đâu, mà ngoài ra chúng ta có thể ứng dụng nó để chúng ta sử dụng nước để rửa rau rửa bát đúng không ạ, cũng đạt tiêu chuẩn nước uống. Chúng ta có thể dùng để nấu cơm nấu canh cũng đạt tiêu chuẩn nước uống, rất an toàn để sử dụng ở trong gia đình. Rồi, thì vừa rồi thì em đã cùng với tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng review, cùng tìm hiểu về cái dòng sản phẩm máy lọc nước Quatech với cái nhãn hiệu là HQ9 H2QD. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng quan tâm theo dõi.